Mọi người xem cái tâm súng của Kid này ha, mặc dù là Kid di chuyển qua lại nhưng mà cái tâm nó vẫn dính trên thân địch luôn, nó không có bung ra ngoài mọi người, và nó sẽ giúp cho mọi người bắn headshot được giống như vậy nè, bắn headshot full đỏ ha. Đó thì đây là cái kỹ năng mới mà Kid sẽ chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay nha. 100% headshot, mọi người nhớ xem hết video của Kid để mà biết cách làm ha. Hello mọi người, thì mình là Kid đây và đây là cái shop Refi của Kid nè, shop MrKidFF.vn. Bạn nào mà có nhu cầu muốn nick Refi hoặc là thử vận may kim cương á thì có thể ghé shop ủng hộ Kid nha. Bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Kid nè. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì lại là Kid đây và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của MrKid TV ha. Kính chúc tất cả mọi người có một cái ngày mới thật là vui vẻ nè. Thì như ở đầu video đó, Kid có nói là trong clip này Kid sẽ hướng dẫn cho mọi người, chia sẻ cho mọi người một cái kỹ năng mới mà nó mới xuất hiện ở OB32 thôi. Nó giúp cho mình ghim tâm mọi người nha. Ghim tâm, nó ghim dính vô thân địch luôn. Và cái bạn bắn headshot nó sẽ được giống như là 100% á. Mà cái này là cái mẹo nha mọi người, cái mẹo nha, chứ không phải là mình dùng cái gì bậy bạ nha. Nên nhiều người đừng hiểu nhầm. Các bạn xem hết video này á, thì hầu như là ai cũng sẽ làm được cái này cả. Cái này á, thì Kid thấy nó là một cái mẹo khá là hay. Khi mà địch nó di chuyển á, thì cái tâm súng nó sẽ đi theo mọi người nha. Và các bạn chỉ việc là nhảy lên, bấm nút ngắm thôi là đạn sẽ ra và nó sẽ headshot luôn. Và khi mà các bạn xem hết video này của Kid á, thì chắc chắn là bạn nào cũng sẽ làm được hết ráo á. Nó cũng khá là dễ mọi người, chỉ việc là các bạn tập theo Kid là ok ha. Nên mọi người xem video thấy hay á thì nhớ là subscribe kênh và like video để ủng hộ cho Kid nha. Kid cảm ơn rất là nhiều. Đây, thì trước tiên là Kid sẽ cho mọi người xem qua thao tác tay nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho mọi người xem cái setting để làm sao chúng ta làm được như vậy. Đây, thì cái cách làm nó sẽ bao gồm 3 bước nha mọi người. 3 bước nha. Đây các bạn xem nè, bình thường là cái tâm súng của mình á thì Kid đẩy màn hình như vậy á thì cái tâm súng nó sẽ di chuyển theo đúng không? Đó, và thậm chí là Kid kéo nút di chuyển qua lại á thì cái tâm súng nó cũng sẽ đi ra ngoài. Nó đi qua đi lại luôn, chứ nó không có dính vô thân địch ha. Đây, còn sau khi mà Kid kích hoạt cái chế độ mà gọi là mèo á như vậy nè mọi người, các bạn thấy cái tâm súng không? Nó dính cứng ngắc luôn, mặc dù là Kid vuốt màn hình qua lại nè, rồi Kid di chuyển qua lại á thì cái tâm súng nó vẫn nằm im trên thân địch ha, nó không có di chuyển ra bên ngoài. Đấy, khi mà Kid cắt súng á thì nó sẽ như vậy nha mọi người, cắt súng thì cái mèo này nó sẽ biến mất. Đó, hay chưa? Nè xem nè, đó dính cứng ngắc luôn, thấy chưa? Bây giờ Kid chỉ việc là nhảy ha, nhảy lên bấm nút ngắm thôi là đạn nó sẽ bay thẳng vô đầu luôn và nó sẽ headshot full đỏ mọi người nha. Đấy, đó, ghê chưa? Để mà làm sao cho cái tâm nó ghim vô địch á thì mọi người cần làm 3 bước nha. Đầu tiên là bật ngắm lên nè. Cái bước số 2 á là mọi người bấm cái nút bắn bên tay trái hoặc tay phải đều được ha. Cái bước số 3 là mọi người sẽ bấm tắt ngắm. Nhưng mà mọi người lưu ý giùm Kid nè, là giữa cái bước số 2 và cái bước số 3 đó, tức là bấm nút bắn và cái nút tắt ngắm á, thì mọi người cần phải làm thật là nhanh nha, gần như là cùng lúc với nhau. Nhưng mà cái nút bắn á, là bấm trước, còn cái nút ngắm á, là bấm sau. Sau khi mà các bạn bật ngắm á, bấm nút bắn bên tay phải rồi các bạn tắt ngắm á, mà các bạn thấy là cái đạn á, nó không có ra nha mọi người. Mặc dù là bấm nút bắn nhưng mà đạn nó không có ra, thì lúc đó là cái mẹo nó sẽ được kích hoạt lên. Các bạn chỉ việc là di tâm vô địch á, thì tự nhiên cái tâm nó sẽ ghim cứng ngắc luôn. Mặc dù là các bạn di chuyển hoặc là địch nó chạy đâu thì cái tâm nó cũng sẽ chạy theo á. Đó, rất là nguy hiểm luôn. Còn nếu mà các bạn khi mà các bạn bấm nút bắn ha, rồi mình tắt ngắm mà các bạn thấy cái đạn nó bay ra ngoài là coi như là các bạn làm sai ha. Các bạn phải làm sao bấm cái nút bắn trước, nút ngắm sau mà làm hai nút này thật là nhanh lên thì lúc đó là cái đạn nó không có bay ra ngoài. Đó, như vậy là sai nè mọi người. Khi nào mà đạn nó không ra đó thì nó ghim như vậy ha. Nó ghim là các bạn không vuốt được màn hình luôn á. Các bạn bấm nút nhảy lên rồi mình bấm nút ngắm thì đạn nó sẽ bay thẳng vô đầu luôn. Thấy hay chưa? Quá hay đúng không nào?
Quá hay luôn. Thì bạn xem thấy hay á thì nhớ là subscribe kênh, like video để ủng hộ cho Kit nha. Kit sẽ cố gắng ra thêm nhiều mẹo hay nữa cho mọi người để mọi người chơi nó vui hơn ha. Đó, thì nó chỉ có 3 bước thôi mọi người. Đầu tiên là bật ngắm lên, tiếp theo là các bạn bấm nút bắn, và bước thứ ba là mọi người sẽ tắt ngắm. Nhưng mà giữa cái lúc mà các bạn bấm nút bắn á, với lại cái lúc mà bấm cái nút ngắm á, thì mình sẽ làm cho nó đồng bộ, nó gần như cùng lúc với nhau luôn. Nhưng mà cái nút bắn trước, nút ngắm sau ha. Rồi tiếp theo thì mọi người chỉ việc di tâm đến đập thôi, thì cái tâm nó sẽ ghim cứng ngắc luôn. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm nút nhảy, rồi mình bấm nút ngắm ha. Lúc mà nhảy lên á, lúc mà nhảy lên như vậy nè, mọi người bấm nút ngắm, bấm nút ngắm một cái là tự nhiên đạn nó sẽ ra. Thì cái lúc đó là mọi người không cần phải bấm cái nút bắn nha, đạn nó sẽ được mặc định nằm ở trong cái nút ngắm, là mọi người chỉ việc là nhảy lên rồi bấm nút ngắm thôi là đạn nó sẽ tự ra mà nó bay thẳng vô đầu luôn. Cái này thực ra cái thấy là giống như là một cái lỗi game mọi người nha, một cái lỗi game ở OB32 này mà nó giúp cho các bạn bắn headshot, one shot vào ống ngắm nó full đỏ luôn đấy, rất là hay. Rồi thì Kit sẽ chia sẻ cho mọi người qua cái setting để làm sao mình bắn được nó chuẩn hơn ha. Ok, đầu tiên là Kit sẽ cho các bạn xem qua cái độ nhạy nè. Thì mọi người cố gắng là mình chỉnh về 100 hết dùm Kit nha. Nhìn xung quanh, Red Dot Sight nè, ống ngắm X2, ống ngắm X4 và ống ngắm súng ngắm thì mình chỉnh về 100 hết nha mọi người. Để cho các bạn khi mà bật ngắm lên á thì mình nhảy lên thì cái tâm nó sẽ đi nhanh hơn và nó sẽ dễ vào đầu hơn ha. Thì cái này là cái mẹo thôi. Các bạn setting như Kit thì mình sẽ có thể là mình dễ bắn hơn. Tiếp theo là phần điều khiển á. Điều khiển thì mọi người có thể là tham khảo đây ha. Kit sẽ kéo chậm chậm cho các bạn xem qua. Nói chung là cái phần điều khiển thì Kit chỉnh nó cũng tương đối là giống như là mặc định. Đấy, chế độ chạy thì mình chuyển sang tích hợp nha mọi người. Đó, mọi người xem ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào cái phần setting bên trong để xem nút bắn thì Kit cài thế nào ha. Cái kỹ năng này đó mọi người thì các bạn chỉ quan tâm 3 nút chính thôi, là cái nút ngắm nè, nút nhảy nè và cái nút bắn ở bên tay phải hoặc tay trái đều được ha. Mọi người bấm nút bắn thì mọi người bấm lúc nào cũng được, trái phải đều được mọi người. Mình bấm mật ngắm nè, rồi bấm nút bắn bên tay phải hoặc tay trái đều được. Rồi sau đó chúng ta sẽ tắt ngắm, rồi mình di tâm tới địch, rồi chúng ta sẽ bấm nút nhảy ha, nút nhảy cũng quan trọng. Đấy, rồi tiếp theo thì mọi người sẽ nhảy lên thì mình sẽ bấm nút ngắm, nút ngắm để cho đạn nó tự nó bay ra luôn. Đấy, cái này nó cũng khá là hay. Nút ngắm thì Kit chỉnh là 100, nút nhảy là Kit để là 100 nè. Còn cái nút bắn ở bên tay phải thì Kit để là kích thước 57 mọi người nha. Còn lại mấy cái nút khác thì nó cũng không quan trọng lắm đâu mọi người. Cái quan trọng nhất là nút ngắm, nút nhảy và nút bắn thôi. Đấy, rồi thì nói chung là kỹ năng này nó cũng khá là dễ mọi người. Nó chỉ có mấy bước đó thôi. Mọi người xem mà cảm thấy là chưa hiểu hoặc là theo không kịp thì mọi người xem lại ha. Đấy, thì Kit cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video đến phút này nha. Chắc là Kit sẽ dừng video đây thôi. Và chúc tất cả mọi người có một cái ngày thật là vui vẻ nha. Bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người thôi. Bye bye nha.